Xin chào quý bà con anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận. Cho quý bà con anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quá anh chị đã có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại ở mặt hàng thanh long ruột đỏ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây. Khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ lỗ một cái động từ 19-20, lỗ hai từ 20, lỗ hai giao động từ 15-16 ngàn, còn lỗ ba giao động từ 10-11 ngàn. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì hàng đạn giạc đang giao động từ 4 ngàn, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 15-17 ngàn, hàng sàn dao động từ 13-15 ngàn, hàng giả của thanh long ruột trắng hiện nay dao động từ 7-8 ngàn. Đây là hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực miền Tây. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động mức từ 15-16-17 ngàn, bò sàn thì 13-14-15 ngàn, hàng giả của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì dao động từ 7-8 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì lô 1 dao động từ 20-21 ngàn, lô 2 dao động từ 15-16 ngàn, còn lô 3 dao động từ 10-11 ngàn. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạc dao động ở mức từ 4-5 ngàn đồng một ký, tùy theo từng nơi. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2-3 ngàn. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.